Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thâm Dạ. Tập 44, chương 26. Anh định lái xe chạy đến nhà cô, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng trêu chọc. Không phải anh không muốn gặp em sao? Đuổi theo làm gì chứ? Anh bất ngờ xoay người lại, Noãn Tâm đứng cách anh vài bước, nở nụ cười xinh đẹp với anh. Trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại, xông qua ôm chặt lấy cô. Anh rất sợ em bỏ đi, cũng may em vẫn chưa đi, cũng may. Em cũng rất may mắn, anh đuổi theo rồi, em rất sợ anh không quan tâm em nữa. Noãn Tâm cũng ôm chặt anh. Xin lỗi anh tha thứ cho em được không? Ừ, anh không nên cãi nhau với em, sau này chúng ta không cãi nhau nữa, được không? Vâng. Lúc xảy ra chuyện như vậy, anh còn nói xin lỗi với cô. Noãn Tâm áy náy cũng cảm động, không biết kiếp trước mình đã làm được chuyện tốt gì mà ông trời lại mang đến cho cô người đàn ông tốt như vậy. Anh run rẩy hỏi. Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, có thể hứa với anh không? Vâng, em cũng muốn ở bên anh. Ngũ Liên cười giống như một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu. Rất lâu sau đó mới buông cô ra. Anh đưa em về nhà, mau chóng trả vé máy bay đi, hành lý cũng đem về cho anh. Chuyện đó em đã nói dối với anh một tí xíu, anh có thể tha thứ cho em không? Nói. Cô căng da đầu ấp úng. Thực ra thì em không có mua vé máy bay. Em nói như vậy chỉ muốn anh tha thứ cho em thôi. Trước khi anh nổi giận, cô vội vàng nhận lỗi. Được rồi mà, em thừa nhận em không đúng. Anh rộng lượng, tha thứ cho em nha, được không? Anh đã nói sẽ không cãi nhau nữa mà. Ngũ Liên vừa tức vừa buồn cười, không biết phải nói gì. Anh nói nè, em không sợ anh không đuổi theo sao? Cô lắc đầu. Khẳng định đến vậy sao? Chắc chắn muốn anh vậy sao? Không phải chắc chắn, mà là em tin vào tình cảm của hai chúng ta. Đồ ngốc! Ngũ Liên nhéo mặt cô, kéo cô đi về phía gara xe. Lần sau có cãi nhau, anh nhất định không đuổi theo em đó. Cô nhăn mặt lại hờn dỗi. Thật sao? Không đuổi theo em thật chứ? Không đuổi theo. Làm ơn đi mà, lần này do tình thế bắt buộc mà. Lần sau, nếu em đi thật, anh không đuổi theo em, anh sẽ hối hận đó. Đến lúc đó hẳn nói đi. Này! Hai người cười nói đùa giỡn trên đường. Những điều không vui lúc trước đều ở trong sự vui đùa ầm ĩ tan theo mây khói. Noãn Tâm nắm chặt tay Ngũ Liên. Cô biết rõ, người đàn ông này là món quà mà cả đời này cô phải trân trọng. Hai người họ không hề chú ý đến, có một chiếc xe đậu cách đó không xa. Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, tay để trên đầu gối nắm chặt lại. Lòng giận sôi máu rồi lại vỡ ra tan nát. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai người họ vẫn có thể gương vỡ lại lành. Xem ra anh quá coi thường tình cảm của bọn họ rồi. Đêm đó, anh không nên mềm lòng. Nếu như anh có thể tàn nhẫn với cô hơn nữa, nên lên giường rồi mới nói lời hối hận. Anh không tin Ngũ Liên có thể chấp nhận chuyện cô đã từng lên giường với anh. Nhưng anh nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy, cho dù đuổi theo cô xuống đến địa ngục. Đêm đó cô nói chuyện điện thoại với Ngũ Liên đến tận 2 giờ sáng. Ngày hôm sau đi làm, đầu óc Noãn Tâm ngơ ngác, một mặt vẫn còn lo lắng chuyện xin ly hôn, thật đau đầu. Anh rồi gõ cửa đi vào. Boss, bên ngoài có một nhân vật lớn muốn gặp cô. Nhìn thấy vẻ mặt mê mẩn của cô ấy, Noãn Tâm cười nhạo. Không phải là nhân vật lớn mà là trai đẹp, phải không?
Tinh thần anh rồi bay vút lên. Là nhân vật lớn, kim trai đẹp, cô gặp rồi sẽ biết ngay. Khi dáng người dạm vỡ đó bây giờ xuất hiện ở cửa, nụ cười trên môi Noãn Tâm đông cứng lại, trong mắt bốc lửa. Nhưng không để cho Angel đoán ra chút manh mối nào, cô vẫn để anh đi vào. Không thèm nhìn đến anh, giọng điệu lạnh nhạt. Anh đến đây làm gì hả? Ở đây không quan nghênh anh đâu. Nam Cung Nghiêu giữ bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo hai chân. Sau đó nhìn cô, nở nụ cười làm người khác say mê. Sao nào? Vẫn chưa hết giận sao? Lòng khoan dung có hơi ít rồi đó. Nhìn thấy anh mang vẻ mặt như vậy, Noãn Tâm tức đến nỗi muốn đánh một tát, muốn cầm ly cà phê hất thẳng vào mặt anh. Nhưng cô không giận mà còn cười. Vì anh mà tức giận, đáng sao? Tôi chỉ cảm thấy anh rất ghê tởm, giống y như một con gián vậy, làm cho người khác buồn nôn. Tôi không muốn gặp anh. Nụ cười Nam Cung Nghiêu cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt u ám, nhưng thay đổi trong chớp mắt, lại nở nụ cười ảm đạm. Tùy em, muốn nói gì thì nói, anh không chấp nhất. Em càng hận anh, càng chứng tỏ em quan tâm anh. Noãn Tâm cười nhạo liếc ngang. Anh không cảm thấy mình tự tin đến mức buồn cười sao? Tôi bây giờ chỉ có một cảm giác ghê tởm với anh thôi. Bây giờ đang giờ làm việc, muốn gặp tôi phải hẹn trước, xin anh đi cho. Anh không muốn hẹn trước, nếu không phải tối hôm qua em gọi điện đến hơn 2 tiếng. Nam Cung Nghiêu nhíu mày cười nhạo. Sao vậy? Vừa qua thuận lại, đã vội vàng anh em rồi sao? Cô phản ứng lại rất nhanh. Không liên quan đến anh, sao anh biết chúng tôi qua thuận lại? Anh theo dõi tôi sao? Anh không phủ nhận. Noãn Tâm đập bàn đứng dậy. Nam Cung Nghiêu, còn như vậy nữa, tôi sẽ kiện anh. Nếu như em có chứng cứ, nếu như em cho rằng một luật sư nhỏ bé như em có thể lật đổ anh. Giọng điệu của Nam Cung Nghiêu ngạo mạn khinh thường. Hôm nay anh đến không phải để cãi nhau với em, anh đến để nói chuyện ly hôn với em. Có phải anh lại muốn nói, nếu như tôi chấp nhận ký vào một bản thỏa thuận, anh sẽ đồng ý ly hôn, lần này lại là gì đây? Tôi cởi hết quần áo nằm trên giường anh, tôi cởi hết quần áo nằm trên giường anh, phục vụ đặc biệt cho anh hả? Bị lừa một lần sẽ tin lần thứ hai, anh coi tôi là con ngốc sao? Được không phải, chỉ cần em ở trong đơn xin ly hôn ghi rõ, anh có một nữ quyền nuôi dưỡng bé Thiên, sửa họ của con thành họ Nam Cung, anh sẽ lập tức ký đơn ly hôn. Noãn Tâm sững người, không phải vì do dự, mà là cảm thấy quá vô lý đến mức cô không biết nên nói gì. Bé Thiên là do tôi sinh, cũng do tôi nuôi lớn, anh có tư cách gì đòi một nữ quyền nuôi dưỡng, càng có tư cách gì đổi họ của con tôi, đừng nằm mơ. Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nói một câu. Chỉ cần dựa vào dòng máu con đang chảy là máu của anh. Anh đừng quên, đó là do anh cưỡng bức tôi. Trong mắt Nam Cung Nghiêu lướt qua một sự đau đớn. Đoạn hồi ức đau khổ kia anh không muốn nhắc đến. Cho dù như thế nào, bé Thiên là con anh. Điều này không cách nào phủ nhận. Đổi họ, một nửa quyền nuôi dưỡng, đây là giới hạn cuối cùng của anh. Sao hả? Anh biết rõ tôi không thể ở bên anh, liền chuyển mục tiêu sang bé Thiên sao? Nam Cung Nghiêu, anh so với bọn cướp không có gì khác nhau hết. Anh cho rằng bất cứ người nào hay bất cứ vật gì cũng có thể cướp đoạt sao? Anh không muốn nói nhiều với em tự suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong câu cuối cùng, Nam Cung Nghiêu bỏ đi. Noãn Tâm tức đến nỗi ngồi nguyên trên đất rất lâu cũng không hồi phục tinh thần lại. Anh sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Điều gì cô cũng có thể nhường nhịn, nhưng duy nhất bé Thiên là không được. Buổi tối, Noãn Tâm dỗ bé Thiên ngủ. Thấy con nói ít hơn mọi ngày, hình như có tâm sự, liền hỏi. Bé Thiên, sao vậy? Không vui sao? Nói mama nghe nào. Bé Thiên do dự một lúc lắc đầu. Bé Thiên không phải không vui, bé Thiên chỉ có một chút nhớ ba ba.
Tại sao gần đây papa không đến thăm bé Thiền? Có phải papa không thích bé Thiền không? Đoạn Tâm giật mình, không ngờ thằng bé quan tâm Nam Cung Nghiêu đến vậy. Cô không biết trả lời như thế nào, chỉ nói: "Không có đâu, bé Thiên đừng nghĩ ngợi nhiều." Vậy papa đang giận mama sao? Vì mama muốn gả cho chú Liên. "Còn nít, đừng lo chuyện người lớn, ngoan." Bé Thiên Hạo không vui chu miệng. Nhưng bé Thiền đã không còn là con nít rồi. Bé Thiền biết hết. Mama nhất định phải gả cho chú Liên sao? Không thể cho bà một cơ hội sao? Uất Noãn Tâm im lặng. Bé Thiền nói như vậy, mama nhất định sẽ giận. Nhưng mà bé Thiền rất thích papa, rất hy vọng papa và mama ở bên nhau. Bé Thiên tại sao lại thích ba ba như vậy? Vì papa rất tốt với bé Thiền, còn nữa, papa cũng rất yêu mama. Yêu sao? Noãn Tâm cười gượng. Cô cũng đã có một lần cho rằng như vậy, nhưng nếu anh yêu cô, sẽ không tàn nhẫn với cô đến thế. Có lẽ giống như người ta hay nói máu mủ ruột rà, mặc dù Ngũ Liên đối xử với bé Thiên rất tốt, nhưng dù sao Nam Cung Nghiêu mới là cha đẻ của bé Thiên. Đây là sự nỗ lực mà người khác không thể nào sánh được. Trẻ con nhìn thế giới này đều rất đơn giản, thích là thích là không thích. Làm sao có thể hiểu được thế giới của người lớn có bao nhiêu đau khổ và cam chịu? Có lẽ bé Thiên nên do cô và Nam Cung Nghiêu cùng nuôi nấng. Cô có thể đồng ý cho anh một nửa quyền nuôi dưỡng, nhưng bé Thiên nhất định không thể mang họ của anh. Mama đang nghĩ gì vậy? Có phải đang giận bé Thiên không? Xin lỗi mama, bé Thiên không phải cố ý đâu. Bé Thiên không nói nữa, mama đừng giận bé Thiên. Đứa trẻ ngốc, mama không có giận, mama chỉ cảm thấy có lỗi với bé Thiên thôi. Uất Thiên Hạo lắc đầu thật mạnh. Mama không có sai, là bé Thiên không tốt. Ngoan, đã muộn lắm rồi, mai chúng ta nói tiếp nhé, được không? Dân ạ. Ở trong lòng Noãn Tâm, Thiên Hạo chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cô rất lâu lại không ngủ được, vẫn nghĩ đến lời bé Thiên. Cô không nên ích kỷ như vậy. Vì mình ghét Nam Cung Nghiêu nên ngăn cản tình cảm cha con họ, thậm chí hy vọng cả đời này hai người họ không thể gặp mặt nhau. Nếu như cô tiếp tục nuôi nấng bé Thiên một mình, ngược lại không đau đầu đến như vậy. Nhưng bây giờ lại dính dáng đến một người khác là Ngũ Liên. Để cho anh nuôi nấng bé Thiên cô đã rất băn khoăn rồi. Hơn nữa, còn bắt bé Thiên đổi thành họ Nam Cung với Ngũ gia lại là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cô không thể đối xử với Ngũ Liên như vậy. Thật đau đầu, rốt cuộc mình phải làm sao mới tốt đây? Ngày hôm sau, lúc đã ăn xong cơm với Ngũ Liên, Noãn Tâm do dự mãi mới quyết định nói rõ với anh. Nam Cung Nghiêu đồng ý ly hôn, nhưng điều kiện là phải có một nữ quyền nuôi dưỡng và đổi họ cho bé Thiên. Đầu tiên Ngũ Liên sững người, sau đó rất khinh thường cười nhạo. Anh ta lại muốn đùa giỡn gì nữa đây? Theo họ anh ta xứng sao? Nhưng anh không hề tức giận như những gì Noãn Tâm đã nghĩ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Nếu như em muốn biết thái độ của anh, rất rõ ràng, nhất định không nhường nhịn. Nhưng trong chuyện này anh không có quyền lên tiếng. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh có quyền lên tiếng. Chính anh đã nuôi bé Thiên lớn. Anh càng có tư cách làm ba thằng bé hơn Nam Cung Nghiêu. Có những lúc tư cách không thể nào so bì được với huyết thống, không phải sao? Anh nở nụ cười cam chịu và đau khổ. Có thể nhìn ra được bé Thiên rất thích Nam Cung Nghiêu. Noãn Tâm không phủ nhận, cô không muốn nói dối. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho em do dự. Lúc trước em không hề có chút dao động nào, cho đến khi bé Thiên nói với em, thằng bé hy vọng Nam Cung Nghiêu làm ba mình. Em không muốn ích kỷ như vậy, em không biết phải làm sao.
Thực ra trong lòng em đã có đáp án rồi, không phải sao? Em đã chịu thua rồi. Không muốn làm cô thấy áp lực, Ngũ Liên giả vờ cười thoải mái. Nếu như bé Thiên thích anh ta, vậy cho thằng bé mang họ anh ta đi. Cùng lắm thì chúng ta sinh một đứa vậy. Em không có ý này, ở trong lòng em, anh mới là ba của bé Thiên. Chỉ là em không muốn để bé Thiên uất ức, cho nên em đã nghĩ ra một cách tiện cả đôi đường. Noãn Tâm nói hết suy nghĩ của mình ra, Ngũ Liên do dự rất lâu. Nếu như em đã quyết định như vậy, vậy thì anh tôn trọng em. Có sự ủng hộ của Ngũ Liên, chiều ngày hôm đó, Noãn Tâm mang đơn xin ly hôn đến hoàng cầu. Năm Cung Nghiêu đã chuẩn bị đón tiếp cô từ sớm, vẫn với vẻ mặt tươi cười nắm chắc phần thắng, làm cho cô cảm thấy rất chói mắt. Giọng điệu anh bình thản, kiêu ngạo. Sao nào, em suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, tôi đồng ý để chúng ta cùng nuôi nấng bé Thiên, cho nên anh sẽ có một nữ quyền nuôi dưỡng. Nhưng mà, về chuyển đổi họ cho con, đợi đến khi con sau 16 tuổi, sẽ do con tự quyết định. Năm Cung Nghiêu vuốt cằm suy nghĩ. Nghe ra tôi rất lỗ vốn, ít nhất vẫn phải đợi đến 11 năm. Em cảm thấy một người kinh doanh sẽ làm chuyện mua bán lỗ vốn như vậy sao? Noãn Tâm cũng đoán được anh sẽ không đồng ý chuyện này ngang ngửa với việc đánh một trận ác liệt. Nhưng cô nhất định phải chống chọi đến cùng. Cô dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói. Anh có thể lấy được lòng của bé Thiên, không lẽ anh không tin sau 11 năm con không chọn anh sao? Năm Cung Nghiêu nở nụ cười bình tĩnh. Chiêu khiêu khích này luôn vô dụng với tôi. Nhưng mà, 6 năm trước, em là người phụ nữ đầu tiên dám ra điều kiện với tôi. 6 năm sau, cũng chỉ có một mình em. Xét về điều này, tôi không thể không suy nghĩ, không phải sao? Cho nên, anh đồng ý sao? Tôi cũng không nói như vậy. Nếu như tôi đồng ý với em, tôi sẽ có lợi ích gì? Trái tim của bé Thiên. Không phải tôi đã có được rồi sao? Bé Thiên rất thích anh, nhưng người thằng bé tôn trọng nhất là tôi. Anh cảm thấy giữa tôi và anh con sẽ chọn ai? Nếu như anh không đồng ý, vậy thì tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện lúc trước anh đã đối xử với tôi như thế nào với con. Anh cảm thấy nếu như vậy, con còn có thể tôn trọng anh như một người cha không? Anh nhíu chặt lông mày, nghiến răng. Em đang uy hiếp tôi sao? Anh có thể cho là như vậy. Nếu như em muốn nói, đã nói từ trước, cần gì phải đợi đến bây giờ? Đó là vì tôi không muốn để bé Thiên biết anh ghê tởm đến mức nào. Không muốn để con từ nhỏ đã hận anh. Nhưng để bảo vệ chính mình, có những lúc không thể không hy sinh một chút. Bao gồm bé Thiên sao? Đúng vậy. Năm Cung Nghiêu ngơ ngác vài giây, sau đó anh cười to. Xem ra lúc trước tôi đã nhìn lầm em thật rồi. Vì muốn kết hôn với Ngũ Liên, chuyện gì em cũng có thể làm thật, ngay cả bé Thiên cũng có thể hy sinh. Xem ra người ích kỷ nhất là em. Anh muốn nói gì thì tùy anh, tôi không quan tâm anh nghĩ như thế nào. Anh suy nghĩ kỹ chưa, có ký tên hay không? Nam Cung Nghiêu cười nhạo. Suy nghĩ sao? Em vốn không hề cho tôi một con đường để suy nghĩ, không phải sao? Tôi sẽ không ích kỷ giống em. Tôi vẫn còn quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng con trai. Bớt tự cho mình là vĩ đại đi. Nếu như anh không làm những chuyện vô liêm sỉ kia, có lẽ cũng không đi đến bước này. Ước Noãn Tâm chua ngoa nói lại. Nhưng việc đã đến nước này, có cãi nhau nữa, dường như cũng chẳng có ý kiến nào khác. Nếu đã muốn ly hôn, cũng không cần thiết phải làm mất thể diện nhau, để hai bên đều khó xử. Cô âm thầm ngừng chiến, lấy đơn xin ly hôn để trước mặt anh. Nếu như anh đã suy nghĩ kỹ rồi thì ký tên đi. Uất Noãn Tâm, em càng ngày càng ghê gớm rồi. Có thể nói em là người phụ nữ ghê gớm nhất mà tôi đã từng gặp. Cảm ơn anh quá khen. Năm Cung Nghiêu lấy đơn xin ly hôn ra, chuyển đến trang cần ký. Thong thả cầm bút lên, ngòi bút dừng ở trên mặt giấy, dương mắt hỏi cô. Em chắc chắn đây là điều em muốn sao?
Út Noãn Tâm cho rằng mình sẽ không do dự gì mà nói đúng vậy. Nhưng làm cho cô bất ngờ đó là, trong chớp mắt, rất nhiều hồi ức của bọn họ từng đợt ùa về. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Út Gia, kết hôn, giày dò nhau ở biệt thự, rồi khoảng thời gian tốt đẹp ở Paris kia. Giữa hai người họ đã từng có một đoạn hồi ức dài như thế. Nam Cung Nghiêu cũng nghĩ đến những cảnh như vậy. Anh có 101.000 lý do không muốn mối quan hệ của hai người kết thúc như vậy. Nhưng sự kiên trì của cô, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Noãn Tâm cắt đứt những đoạn hồi ức đó ngay trong đầu, lấy hết can đảm nói ra. Đúng vậy. Trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Nghiêu trước giờ chưa từng cảm thấy đau lòng như vậy, nhưng anh vẫn ký nhanh tên mình và tờ đơn quăng trả cho cô. Như em muốn. Nhưng nếu cô cho rằng quan hệ với bọn họ sẽ sử dụng tờ giấy vô dụng này mà đặt dấu chấm hết, vậy thì quá ngây thơ rồi. Đây chẳng qua chỉ là một khởi động mới mà thôi. Đi ra khỏi hoàng cầu, Noãn Tâm mới nhận ra chân mình mềm nhũn, tờ đơn ly hôn trong tay nặng trịch, lại không hề cảm thấy thoải mái như cô đã nghĩ. Cô quay đầu lại, nhìn lên đỉnh tòa nhà hoàng cầu, đột nhiên cảm thấy thật xa xôi, giữa cô và Nam Cung Nghiêu không còn có bất kỳ dính líu gì nữa. Nhưng tại sao lại cảm thấy không thật đến thế này? Vẫn không cảm thấy tự do như mình đã tưởng tượng, nghĩ lại cũng buồn cười. Kết hôn một khoảng thời gian dài gần 7 năm, quay đầu lại, chỉ đổi lại được một tờ giấy vô dụng. Một cuộc giao dịch thương mại lẫn chính trị, dùng một lý do dội dàng vô lý để bắt đầu, rồi lại kết thúc bằng một tờ giấy vô dụng. Nhưng vì tờ giấy vô dụng này, cô đã tốn rất nhiều công sức. Ngũ Liên vẫn ở trong xe chờ cô, vừa thấy bóng dáng của cô dội dàng xuống xe. Thấy vẻ mặt cô nặng nề, có hơi lo lắng. Em sao vậy? Anh ta không đồng ý sao? Không sao hết, anh vẫn còn cách khác. Không phải đâu, anh ấy ký tên rồi. Mới đầu Ngũ Liên không tin, cho rằng anh ta giở trò ký tên. Nhưng kiểm tra lại 3-4 lần mới chắc chắn như vậy. Lông mày nhíu lại cũng phải giãn ra. Đứa ngốc à, vậy em phải vui lên mới đúng chứ. Mặt mày cao có làm chi, em còn nên luyến tiếc anh ta mới đúng đó. Không phải vậy, chỉ là em có chút bùi ngùi. Cô thở dài thật mạnh, cố gắng nở nụ cười với anh. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Ngũ Liên kéo Út Noãn Tâm đến nhà hàng lớn ăn mừng. Cô cố gắng làm cho mình tỏ ra vui vẻ một chút, mặc dù trong lòng vẫn nặng trĩu không vui. Ăn uống no nê, hai người đi đến viện an dưỡng, lấy tờ đơn ly hôn đưa cho Ngũ Chấn Quốc. Ông mặc dù không nói lời chúc phúc, nhưng thái độ đó cũng xem như đã ngầm thừa nhận rồi. Trên đường quay về nhà, Ngũ Liên vẫn rất vui mừng, lái xe cũng không nghiêm túc. Noãn Tâm không thể không nhắc nhở anh phải giữ vững tay lái xe rất nguy hiểm. Đến dưới nhà, mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không xảy ra chuyện gì. Anh vui vẻ giống như một đứa trẻ có được cả thế giới. Hôm nay là một ngày thật tuyệt, chúng ta tìm một nơi khác để chúc mừng đi. Không cần đâu, đã muộn lắm rồi, bé Thiên đang ở nhà đợi em đó. Sức lực anh tốt quá nhỉ. Dày dò cả một ngày, cô sắp sửa rã rời rồi. Vậy dẫn bé Thiên theo. Ngày mai con còn phải đi học, không thể ngủ muộn đâu. Này, hôm nay không giống mọi khi, em không thể rút lại quy định của một bà mẹ nghiêm khắc sao? Đừng cứng nhắc như vậy chứ. Không phải cứng nhắc, mà đã muộn lắm rồi. Thứ bảy tuần này, được không? Em nói đó, nói ra phải giữ lấy lời đó. Em biết rồi, bằng không em ngoéo tay với anh. Người đàn ông này chính là một đứa trẻ mà, ngây thơ muốn chết. Ngũ Liên tươi cười rạng rỡ, nắm tay cô hôn một cái, lại thêm một cái. Chẳng qua anh quá vui vẻ thôi, ngày nay anh đã đợi 6 năm rồi. Em biết mà, cảm ơn anh đã bằng lòng chờ đợi em. Noãn Tâm rất biết ơn tình cảm này, cho dù không nói ra nhưng cô cảm nhận được.
có mấy người có thể chờ đợi một người đằng đẵng 6 năm. Hơn nữa, anh còn là người đàn ông kiêu ngạo, muốn gì có nấy. Anh vì cô đã bỏ tất cả, cô đều ghi tạc ở trong lòng, cho dù lấy nửa đời còn lại trả cũng không đủ. Anh rất muốn cưới em về nhà ngay ngày hôm nay, nói cho cả Đài Loan biết, không, nói hết cho mọi người trên thế giới biết, em là vợ của Ngũ Liên Anh đây. Không cần đánh trống phô trương như vậy đâu, dù gì cũng là lấy lần thứ hai, vẫn nên đơn giản một chút có vẻ hay hơn. Em nghĩ, đến cục dân chính làm thủ tục được rồi. Nhìn thái độ của ông cũng có ý này đó. Như vậy sao được, em là người con gái anh yêu nhất. Anh tất nhiên phải cho em một hôn lễ long trọng, để em trở thành người phụ nữ được nhiều chú ý nhất, hạnh phúc nhất. Nói Tâm không khỏi nghĩ đến hôn lễ vào 7 năm trước, chẳng phải cũng long trọng, khiến cả Đài Loan đều chấn động đó thôi. Nhưng kết quả cũng kết thúc bằng việc ly hôn sao? Có những lúc quá phô trương chỉ càng làm cho hôn nhân đi vào con đường chết, không bằng đơn giản một chút. Đây cũng vì suy nghĩ cho danh dự của Ngũ gia. Em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng đơn giản một chút thôi, em không muốn người khác quá chú ý. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể hứa với em, riêng chuyện này là không được. Anh hy vọng hôn lễ này để lại trong trí nhớ của chúng ta một hồi ức hạnh phúc. Coi như anh cầu xin em đi, được không? Ánh mắt trong suốt của anh đầy chân thành, Nõn Tâm không thể không bị dao động, do dự vài giây cũng gật đầu. Vâng, vậy cứ làm theo ý anh đi. Anh đã liên hệ với nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng nhất của Pháp. Tuần sau anh ta sẽ về nước. Em nên đến tiệm áo cưới của anh ta xem kiểu dáng trước đi. Nếu như không thích phong cách của anh ta, anh sẽ đổi nhà thiết kế khác, thiết kế theo số đo của em. Không cần phiền phức vậy đâu. Không phải em vừa mới đồng ý với anh rồi sao? Chỉ cần làm gì em, điều gì cũng không phiền phức. Ngày mai anh còn có cuộc họp, một mình em tự đến đó nhé. Bằng không anh bảo Lâm Mạc đi với em. Không cần đâu, tự em đi đến đó được rồi. Vậy em đến đó thì gọi điện thoại cho anh. Vâng, em lên lầu trước đây. Chẳng muốn em đi lên, rất muốn cứ ở bên nhau như vậy hoài. Ngũ Liên giống đứa trẻ thích bám lấy người khác, nắm tay cô không chịu buông. Sau này ở với nhau, không phải mỗi ngày đều gặp sao? Cũng không cần để ý đến một buổi tối, không phải sao? Ai nói chứ, đương nhiên để ý rồi. Một phút một giây đều để ý, rất nhanh thôi. Chúng ta có thể có gia đình của mình rồi. Anh và em, còn có bé Thiên, một nhà ba người, nhất định rất hạnh phúc. Trước khi gặp được cô, trước giờ chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ tình nguyện bị mắc kẹt với một người phụ nữ. Càng không ngờ đến sẽ có ao ước bước vào phần mộ hôn nhân. Anh oán hận, không thể lập tức kết hôn với cô, như vậy anh mới yên tâm được. Vâng, em biết lúc trước em đã làm rất nhiều chuyện, khiến anh không có cảm giác an toàn. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, hy vọng anh tin em. Em chỉ muốn ở bên anh, giữa chúng ta không còn bất kỳ người nào khác. Nếu như đã ly hôn, vậy cũng nên quên sạch sẽ người kia thôi. Hồi ức, dù là đau khổ, nhưng vẫn có hạnh phúc ngọt ngào, đều phải quên hết tất cả. Tất cả trở về con số 0, bắt đầu lại từ đầu. Buổi sáng tinh mơ của đầu mùa đông, ánh mặt trời vươn ra như đôi cánh, rực rỡ, sáng lạng. Cửa hàng áo cưới nằm trên đoạn đường sầm uất. Trên cửa kính trong suốt bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng rực rỡ, áo cưới trắng tinh, giống như trong thế giới mơ mộng của truyện cổ tích. Người đi đường không thể kìm lòng mà dừng lại trước cửa, say mê một hồi lâu mới luyến tiếc bỏ đi. Nõn Tâm xuống xe, đứng trước cửa, chăm chú nhìn chiếc áo, ánh mắt có chút chờ mong, cũng có chút lo lắng. Hôn lễ giống như một giấc mộng ngọt ngào. Dường như có thể ngửi thấy trong đó tản ra một mùi hương lãng mạn. Trong lòng mỗi người con gái đều có một giấc mộng được làm công chúa, mặc chiếc áo cưới đẹp, gả cho chàng hoàng tử mà mình yêu nhất. Nhưng mà đây lại là lần thứ hai. Cô có hơi lo sợ. Nhưng mà cứ nghĩ đến Ngũ Liên,
lòng lại có chút ấm áp. Người đi cùng cô nửa quãng đời còn lại là anh. Cô nên có lòng tin, không phải sao? Không thể vì những chuyện không may mắn đã qua mà để lại bất kỳ nỗi ám ảnh nào ở tương lai. Cô hẳn phải càng hạnh phúc mới đúng. Cô lấy hết can đảm, nở nụ cười đi vào cửa hàng áo cưới. Nhân viên tươi cười đón tiếp. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho cô? Tôi đến xem áo cưới. Noãn Tâm nói tên mình, vẻ mặt nhân viên cửa hàng càng cung kính hơn. Thì ra là vợ chưa cưới của Ngũ Thiếu. Áo cưới đã chuẩn bị cho cô từ hôm qua rồi, xin mời cô qua đây chọn. Trong lời nói đều hiện rõ sự thèm muốn. Noãn Tâm biết cô ta đang thầm đánh giá mình, có lẽ là tò mò trên người mình rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà có thể thuần hóa được đại thiếu gia ăn chơi như Ngũ Liên. Thực ra cô cũng không biết, cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, còn là người phụ nữ đã ly hôn. So về thân phận, cô ngàn vạn lần không xứng với anh. Có lẽ kiếp trước cô đã làm rất nhiều chuyện tốt, cho nên kiếp này mới được diễm phúc như vậy. Lại thêm một nhân viên khác nở nụ cười ngọt ngào đưa đến 7-8 bộ áo cưới. Đây là kiểu mới nhất của mùa này, tất cả đều làm theo số đo của cô. Nếu như cô thích, cô có thể mặc thử. Cảm ơn. Ngón tay Noãn Tâm lướt nhẹ trên áo cưới. Kiểu dáng rất đẹp, có kiểu có đai lưng, có kiểu cúp ngực, cũng có kiểu chỉ có một bên vai. Từ dải đăng ten đến tơ lụa, có chiếc đính thêm kim cương lấp lánh, hoặc ngắn mà tinh xảo, hoặc dài qua đầu gối. Mỗi một chiếc đều xa hoa lộng lẫy. Cô xem đến hoa mắt, không biết nên chọn cái nào. Nhờ có sự giúp đỡ của nhân viên cửa hàng, cuối cùng cô cũng quyết định chọn một chiếc đơn giản. Có nhân viên kim cương nhỏ tô điểm ở dưới phần đuôi cá của áo cưới. Cô Út rất có mắt nhìn nha, đây là tác phẩm nhà thiết kế của chúng tôi vừa lòng nhất đó. Nghe nhân viên cửa hàng nói lời khen ngợi, cũng không biết là thật hay giả, Noãn Tâm cũng chỉ lắng nghe thôi, miễn sao mình thích là đủ rồi. Nhân viên vừa mới lấy áo cưới xuống. Chiếc áo cưới này là của tôi. Noãn Tâm quay đầu lại, cách vài bước bên ngoài, Vũ Nhi đang đứng ở đó lên mặt dên giáo. Không thể không nhíu lông mày lại, sao lại xui xẻo đến vậy chứ? Một ngày tốt đẹp như vậy là đụng phải một cái nhàm chán. Nhân viên khó xử hỏi. Cô Nam Cung, chiếc áo cưới này là chuẩn bị cho cô Út, cũng là làm theo số đo của cô ấy. Cô ta chỉ đến xem áo cưới, cũng không nói mua, ai trả tiền trước thì của người đó. Ở đây chúng tôi còn rất nhiều áo cưới đẹp, tôi có thể nhờ nhân viên khác giới thiệu cho cô. Cô không nghe rõ lời tôi nói sao? Tôi muốn bộ này. Hai bên đều là nhân vật không nhỏ, làm mất lòng bên nào cũng không thể chịu nổi. Nhân viên cửa hàng khó xử đứng giữa hai bên. Nếu cô Nam Cung thích, vậy thì nhường cho cô ấy đi. Noãn Tâm rộng lượng nói. Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười biết ơn với cô. Cô Nam Cung, mời cô theo tôi qua bên này mặc thử. Tôi có nói tôi muốn thử sao? Làm như mình thông minh lắm vậy, gói lại cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Noãn Tâm chẳng thèm nhiều lời, tiếp tục chọn áo cưới. Vũ Nhi lại đi đến, vẻ mặt coi thường, giả vờ tử tế. Chúc mừng cô nha, chừng nào thì kết hôn, cũng không thèm gửi thiệp mời đến cho người bạn cũ như tôi đây sao? Thưa tôi thấy không cần phải như vậy. Thật không phải bạn bè mà. Lúc tôi và Nghiêu kết hôn, cũng định gửi thiệp mời cho cô đó. Noãn Tâm cảm thấy thật mỉa mai. Nam Cung Nghiêu đã từng hứa hẹn trước mặt cô nói anh không yêu Nam Cung Vũ Nhi. Kết quả thì vừa mới ly hôn, đã muốn kết hôn với cô ta. Đây chính là tình yêu sao? Thật ra cô cũng không để tâm cho lắm, chỉ cảm thấy thật mỉa mai. Lời nói của đàn ông quả nhiên không thể tin được mà. Trên mặt cô mang theo nụ cười, vô cùng lễ phép, uyển chuyển từ chối. Gần đây tôi rất bận, có lẽ không có thời gian rảnh để đi dự đâu. Chúc hai người hạnh phúc nha. Do cô không có thời gian rảnh, hay cô không muốn dự hả? Cô muốn nghĩ sao thì tùy cô. Nam Cung Vũ Nhi ồ một tiếng dài, điệu bộ như rất thấu hiểu. Cũng đúng nha, vợ trước bị dứt bỏ tham dự hôn lễ của chồng trước, cảm giác không khác gì bị người ta cho một cái tát vào mặt nhỉ. Ly hôn là do tôi chủ động đề nghị. Nếu nói đến dứt bỏ
cũng là Nam Cung Nghiêu bị dứt bỏ nha. Một người đàn ông bị dứt bỏ, tôi tại sao phải cảm thấy mất mặt hử? Ngược lại là cô, nhặt lấy người đàn ông người khác không cần, còn tỏ thái độ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Tôi rất khâm phục cô nha. Ha, cô như vậy gọi là không ăn được nho, lại chê nho chua. Trái nho đó tôi cũng từng ăn rồi. Đúng là chẳng có gì ngon hết. Nếu cô thích, giữ cho kỹ đi. Nếu tôi và Nam Cung Nghiêu đã ly hôn rồi, tôi cũng không hy vọng giữa chúng ta còn có dính dáng gì. Những chuyện trước khi cô đã làm, tôi cũng có thể cho qua. Nhưng nếu như cô còn bám lấy không buông, tôi đảm bảo tôi sẽ trả lại cô gấp 10. Tôi đã làm gì? Sao tôi không biết nhỉ? Đài Loan này rất hỗn loạn. Bất cứ lúc nào cũng mất đi một cái mạng, cũng không phải là chuyện lạ lùng. Cô vẫn nên cầu cho mình nhiều phúc đi. Hoặc cô nên giữ Ngũ Liên bên mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà người kia sao chưa đến nhỉ? Thử áo cưới cũng đi có một mình. Thật đáng thương nha. Cô cũng là người phụ nữ kết hôn lần hai rồi. Trình tự đều thuộc nằm lòng. Cũng đâu có cần người khác đi cùng, phải không? Ngay lúc Nam Cung Vũ Nhi lấy hết mọi khả năng để chăm chọc Noãn Tâm, thì phía sau hai người đột nhiên vang đến một câu. Ai nói không cần? Bảo bối Noãn Tâm chọn áo cưới, tôi đương nhiên phải đi theo suốt cả quá trình rồi. Uất Noãn Tâm quay đầu lại. Ngũ Liên ăn mặc giản dị đi đến đây. Áo sơ mi trắng phối hợp quần jean rất giản dị nhưng vẫn mang phong cách cao quý, giống như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Anh đến rồi, làm cho tầm mắt của tất cả các nhân viên nữ trong cửa hàng đều đổ mắt về phía anh, có mắt tròn lại thành hình trái tim, ánh mắt mê mẩn bám chặt lấy anh. Trong đầu ảo tưởng, nếu như anh ấy là bạn trai của các cô thì thế giới này càng đẹp hơn. Da mặt Vũ Nhi bỗng nhiên trở nên khó coi, cố nén tức giận nhìn Ngũ Liên đi đến bên Noãn Tâm, dịu dàng hôn lên má cô. Xin lỗi em, anh đến muộn rồi. Không sao đâu, em cũng mới đến thôi. Noãn Tâm cũng có chút hãnh diện, anh luôn luôn ở bên cô những lúc cô cần nhất, làm cho cô rất cảm động. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho Noãn Tâm một hôn lễ linh đình nhất. Mọi chi tiết đương nhiên phải tự mình chuẩn bị rồi. Làm sao có thể để Noãn Tâm của tôi bận rộn một mình chứ? Ngược lại cô đơn lẻ bóng, có chút đáng thương nha. Nam Cung Vũ Nhi kìm nén tức giận. Anh Ngũ Thiếu, tôi buồn thay anh nha. Với điều kiện của anh, muốn người phụ nữ như thế nào mà không có? Tại sao phải chịu thiệt cưới một người phụ nữ đã ly hôn, còn giúp người khác nuôi con? Trong lòng anh không thấy khó chịu sao? Bụng dạ và chỉ số thông minh của những kẻ như cô đương nhiên khó có thể hiểu được. Nhưng mà hạnh phúc của Bổn Thiếu và Noãn Tâm không cần cô phải hiểu. Cô vẫn nên tìm một nơi trốn cho mình đi. Mắt công thấy người ta có cặp có đôi hạnh phúc, còn mình một người cô đơn lẻ bóng càng ngày càng thảm thương. Phụ nữ 30 rồi, tức giận không tốt cho làn da đâu. Xung quanh vang lên tiếng cười thầm. Noãn Tâm cũng không nhịn cười được. Tên này miệng mờ quá độc rồi, chăm chọc nhà bán đủ kiểu, nói chuyện không bỏ qua cho người ta, cũng không có chút áp lực nào. Cô có kinh nghiệm rất sâu sắc về chuyện này, nhưng mà sử dụng với Nam Cung Vũ Nhi, ngược lại cũng cảm thấy rất sảng khoái, rất hả giận. Vẻ mặt Nam Cung Vũ Nhi lúc trắng lúc xanh, bỏ lại một câu. Tôi sẽ chờ xem các người có thể hạnh phúc đến lúc nào. Tức anh ách dậm chân bỏ đi ngay, cả áo cưới cũng không thèm lấy. Noãn Tâm đấm Ngũ Liên một cái. Này, anh có cần làm như vậy không? Dù gì cô ta cũng là phụ nữ, cũng phải chừa cho người ta một chút mặt mũi chứ. Em được lợi còn muốn khoe mẽ hả? Trong lòng không biết khoái chí biết bao nhiêu nha. Ngũ Liên châm chọc. Hơn nữa, anh không cảm thấy cô ta là phụ nữ chút nào. Bò cạp độc còn được. Tốt xấu gì em cũng là một luật sư. Khả năng hùng biện là bát cơm của em, nên thường xuyên lấy nó ra hăng hái đối phó với anh, được chưa? Em sẽ thường xuyên dịu dàng với anh bằng mọi cách, được không? Dịu dàng không thấy đâu, chỉ thấy một con mèo mẹ nhỏ. Tay anh tóm lấy nắm đấm mà cô nện đến, kéo cô vào trong lòng. Hít lấy mùi thơm của cô, giọng nói dịu dàng đủ để làm tan chảy cả núi băng. Nhưng mà, anh thích em, con mèo mẹ nhỏ này,
không cách nào thoát khỏi được. Nón Tâm vừa cảm động vừa xấu hổ, đẩy Nhẹ. Nè, đừng như vậy, có người nhìn đó. Cứ để bọn họ nhìn cho đã đi, đừng để ý làm gì, tập trung một chút được không, ngoan. Nón Tâm hết cách, đành phải ngoan ngoãn coi như khán giả đang dây xem. Hai người ôm nhau thật lâu. Áo cưới chọn xong chưa? Vẫn chưa xong. Có phải không ưng ý được cái nào không? Anh bảo nhà thiết kế mau chóng thiết kế lại từ đầu. Không cần rắc rối vậy đâu. Nhưng chiếc này kiểu dáng đã rất đẹp rồi. Em chọn đến qua cả mắt. Bằng không, anh chọn giúp em đi. Được rồi, em nghỉ ngơi một lúc đi. Ngũ Liên theo lời giới thiệu của nhân viên đi một vòng trong cửa hàng. Cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo cưới cúp ngực, thiết kế đơn giản tự nhiên, không thể diễn tả được phong cách của chiếc áo. Em thấy sao nào? Nón Tâm chấp nhận ngay trong vòng một giây. Vậy lấy cái này đi. Nhanh vậy sao? Vâng, em rất thích phong cách của chiếc áo này, vừa nhìn đã thích rồi. Nhân viên cũng nói thêm. Cô Út rất có mắt nhìn, đây là kiểu dáng kinh điển nhất đó. Lựa chọn áo cưới, phải thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được rồi, em đi thử áo cưới đi, anh ở đây đợi em. Ngũ Liên ngồi bên cửa sổ, bắt chéo hai chân, dáng vẻ thoải mái, hài lòng. Các nhân viên nữ trong cửa hàng thừa cơ hội bưng trà rót nước, nịnh bợ đủ mọi cách. Ngũ Thiếu, mời anh uống nước. Ngũ Thiếu, anh nếm thử bánh ngọt này của chúng tôi đi. Ngũ Thiếu, anh có mệt không? Nếu là trước kia, Ngũ Liên chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền phức, sẽ làm cho đám ruồi bọ này cút đi càng xa càng tốt. Nhưng hôm nay, tâm trạng của anh tốt đến kỳ lạ, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, rất có kiên nhẫn, ngay cả nhân viên cửa hàng đề nghị chụp hình cũng đồng ý. Tâm trạng anh bỗng dưng tốt không sao tả nổi. Cảm ơn Ngũ Thiếu. Cô Út đẹp thật, cùng với anh đúng là trai tài gái sắc nha. Đúng 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 đó, đây chính là do ông trời say duyên mà. Trong lòng Ngũ Liên cực kỳ thích, nếu như trên người có mang theo thiệp mời, anh nhất định sẽ lấy ra một xấp, phát cho mỗi người một cái, còn có thể mang cả gia đình già trẻ lớn bé đến. Hôn lễ này, anh mong muốn có thể mời hết tất cả mọi người trên khắp Đài Loan, để mọi người đều biết Noãn Tâm là vợ anh. Áo cưới có hơi chật một chút, nhưng rất khoe dáng người. Nón Tâm thở ra, nhấc váy lên rồi đi ra ngoài. Trong mắt nhân viên cửa hàng lướt qua một sự kinh ngạc. Lúc nãy mặc dù có thể thấy cô rất đẹp, nhưng trang phục vô cùng kín đáo. Không ngờ đến vừa thay một chiếc áo cưới trắng tinh, các con người đều không giống nhau, đẹp giống y như tiên nữ. Bất kể ngôi sao nào ở trước mặt cô, da mặt đều phải biến sắc ảm đạm. Nhân viên thật lòng khen ngợi cô. Cô Út, cô thật đẹp. Cảm ơn. Ngũ Thiếu nhất định không thể chờ được mà muốn gặp cô ngay đó. Chúng ta mau ra ngoài thôi. Ừ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 44 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện Audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.